Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để nâng cấp một chiếc SSD cho một chiếc máy tính thế hệ 3. Dụng cụ chuẩn bị gồm có tô vít, một chiếc bẩy, một chiếc banh, một ổ cứng 500GB, một ổ SSD 120GB và một chiếc SD bay. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn hướng dẫn mở một chiếc máy tính HP 4540S. Trước tiên các bạn mở pin, mở lắp, tiếp theo các bạn tháo ổ cứng, các vị trí chân lốc. Các bạn tháo ổ cứng của các vị trí ốc ở bên cạnh. Ở đây mình đã tháo sẵn rồi. Các bạn bóc ổ cứng. Sau đó các bạn nạp SSD vào. Xoay vị trí các chân ốc của SSD. Sau đó các bạn nạp SSD. Cố định vị trí chân ốc. Để tăng dung lượng cho dung lượng sử dụng cho một người dùng thì các bạn có thể dùng một két đi bay để lắp thêm một chiếc ổ cứng thường. Có với dung lượng khoảng 500GB thì các bạn có thể chứa dữ liệu thoải mái. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo ổ CD. Vị trí chân ốc của ổ CD các bạn tháo. Dùng banh, dùng bẩy. Đấy, chiếc ổ CD của mình đây. Đây, két đi bay. Lắp két đi bay. Cắt két đi bay này thì mình cần phải lấy một cái lắp của CD để tạo thẩm mỹ cho chiếc máy. À, các bạn thử đây. À, nếu không có lắp thì nó nhìn nó sẽ rất bị dơ. Để mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn tháo lắp CD. Các bạn dùng một miếng sắt nhỏ chọc cái lỗ này để đặt cái lẫy ra. Ở đây thì mình đã xử lý rồi. Bỏ này ra. Mình sẽ nắp luôn.
Sau đây mình sẽ nắp ổ cứng theo thường. Cố định vị trí trong ốc. Đây bạn sẽ các bạn sẽ nắp cái đi bay này. Cái đi bay đã chứa dung lượng ổ cứng 500g. Cố định vị trí. Rồi, các bạn thao tác xong các bạn đánh nắp. Nắp pin. Vậy là mình đã lắp xong SSD và nâng cấp ổ cứng và Candy Bay thay cho ổ CD. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Rất mong các bạn chia sẻ, subscribe, tương tác với kênh của mình nhé.